Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Trước mắt các bạn đây đang là hai phiên bản Exciter 105 VVA 2021 hoàn toàn mới mà mình đánh giá nhá, là đẹp nhất. Một bên là phiên bản màu xanh GP, được lên cho nó một số những cái món đồ chơi mình nghĩ là phù hợp cho cái mẫu xe này. Còn một bên là phiên bản hoàn toàn mới, phiên bản Special Edition, phiên bản đặc biệt mà Yamaha muốn dành tặng riêng cho những bạn nào ấy yêu thích dòng xe Yamaha Exciter 105. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh gửi đến các bạn hai phiên bản này để xem nó có điều gì đặc biệt các bạn nhé. Và ấy, mình cũng sẽ cung cấp gửi đến các bạn giá bán mới nhất trong thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2021 này. Càng về thời điểm mà sắp sửa tới tháng 7 âm ấy, thì giá bán của các mẫu xe Honda gần như sẽ rất là tốt các bạn nhé. Thường giảm đi khá nhiều so với những thời điểm vào tháng 5 và tháng 6. Thì để xem ấy, tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu trên đường 58m, đối diện với siêu thị Châu Tuấn ở đây, giá bán của nó sẽ như thế nào thì các bạn cùng theo dõi thông qua video của mình các bạn nhé. Phiên bản nào cũng đẹp và ok, mình có thể ngồi thử lên để các bạn có thể theo dõi trước đã. Phiên bản màu xanh đây, vóc dáng vào khoảng tầm 1m75-76 như mình ấy, ngồi cũng rất là vừa vặn và ok các bạn nhé. Đây đều là những phiên bản cao cấp nhất của Yamaha, đều được trang bị chìa khóa thông minh smart key và cổng sạc dự phòng 12V. Sau đây thì các bạn cùng với Top 5 mình nhé, đi theo dõi cận cảnh chi tiết hai cái phiên bản này. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết một vòng xung quanh hai mẫu xe này trước đã. Như mình đã nói ở phần đầu video rồi, đều là hai màu sắc rất đẹp, rất ưng ý trên mẫu xe Exciter 105 VVA 2021. Đặc biệt là phiên bản màu vàng đặc biệt giới hạn của năm 2021 ở đây, Special Edition, các bạn có thể theo dõi các bạn nhé. Với những màu sắc chủ đạo làm kiểu thiên hướng giống với cái mẫu xe đến từ các nước bạn. Điển hình là bên Malaysia đã ra mắt cái phiên bản này rồi. Đây các bạn có thể theo dõi một chút ở phần đuôi xe của cả hai mẫu xe. Kể cả phiên bản màu xanh GP này cũng rất đẹp. Để với những bạn nào quan tâm, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo đến trực tiếp đại lý Yamaha Mạnh Đạt để xem xe. Hiện nay với những bạn nào mà ở một số các tỉnh thành lân cận, các bạn có thể điện thoại theo số điện thoại của đại lý là 02133 791 688, sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể, hoặc thông qua số điện thoại trực tiếp của anh chủ đại lý các bạn nha, 0983154222. Các bạn có thể lưu ý cho mình, mình sẽ để số điện thoại ở phần mô tả của video để các bạn có thể theo dõi. Cái phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình được lên cho nó một số những cái món đồ chơi ở đây. Mặt nạ phía trước này, mão đầu đèn, chính hãng của Yamaha luôn. Với những bạn nào quan tâm, đến trực tiếp với Yamaha để tham khảo cho mình nha các bạn nha. Còn phiên bản zin đây, 100% trên mẫu xe phiên bản màu vàng. Hiện nay những cái đồ chơi màu vàng cho mẫu xe Exciter 105 này cũng đã có rồi. Khi ra mắt cái phiên bản Special Edition này thì hiện tại Yamaha cũng ra mắt luôn các món đồ chơi chính hãng của nó để các bạn có thể lắp lên cho mình trên những cái mẫu xe phiên bản màu vàng ở đây. Rất đẹp không các bạn? Những cái họa tiết màu xám được lên cho mình một số những cái đường chỉ này, tem xe, tạo những cái nét rất là mới. Các bạn có thể nhìn chính diện trên mình cho mình nhé, để có thể đưa ra lựa chọn. Hiện nay cả hai phiên bản các bạn đang theo dõi là những phiên bản cao cấp nhất của Yamaha. Đặc biệt là phiên bản màu vàng vừa ra mắt cũng là phiên bản cao cấp nhất được Yamaha dành tặng cho những bạn nào đam mê. Đều sử dụng ngàm phanh 2 bít tông này, chìa khóa thông minh smart key cùng với cổng sạc 12V. Các bạn có thể nhìn ngang xe mẫu xe phiên bản màu xanh GP ở đây. Phần bô xe cũng được ốp lên cho nó phần giả vân carbon, nhìn cũng rất đẹp và cuốn hút. Nhiều bạn yêu thích cái phiên bản màu xanh GP này hơn so với các cái phiên bản còn lại, như phiên bản màu trắng này, màu đỏ hay màu đen nhám các bạn nhé. Và hiện tại đây cũng là một phiên bản mà cao cấp nhất của Yamaha dành tặng riêng cho các bạn nào đam mê dòng xe Exciter. Đuôi xe thì tương tự nhau, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Hiện nay với những bạn nào mà muốn lên cho mình những phần đuôi kiểu của FZ ấy, phiên bản V2 thì hiện nay Top 5 cũng đã có rồi, để các bạn có thể tham khảo thêm. Cũng đã có một video rất là chi tiết cận cảnh mình đã làm lên để gửi đến các bạn rồi. Phần đầu đèn đây, kết hợp với đó là phần mặt đồng hồ Full LCD hoàn toàn cùng các nút chức năng phím bấm này. Các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết nhất trên màn hình cho mình nhé. Về cơ bản thì khối động cơ của Exciter đến thời điểm này được anh em đánh giá khá là cao. Nếu những bạn nào mà yêu thích tốc độ thì khối động cơ này là đủ dùng. Kể cả phần nhông sên dĩa cũng được là tinh chỉnh lại, đem đến một trải nghiệm mới hơn. Phần xích xe thì có cái phần phớt cao su ấy, đem đến cảm giác êm ái hơn so với những phiên bản 150 trước đây. Đấy là một số những cái thông tin mình muốn chia sẻ đến các bạn thêm thôi. Hiện nay thì mức cho nhiên liệu của cái mẫu xe Exciter này vào khoảng tầm 2,06 lít trên 100 km. Mâm xe đây các bạn có thể theo dõi nha, mâm xe phiên bản màu xanh GP sẽ có màu xanh cuốn hút rất đẹp trên cái phiên bản này.
Nhìn ngang xe cái chiếc xe màu vàng ở đây các bạn có thể theo dõi rồi, cũng rất đẹp và cuốn hút. Hiện nay thì giá bán của dòng xe Exciter dao động trong khoảng tầm từ 45 cho tới 48 triệu. Hai cái phiên bản cao cấp các bạn đang theo dõi trên màn hình có giá bán hiện tại vào khoảng tầm 48 triệu các bạn nha. 48 triệu cho phiên bản màu vàng, phiên bản màu xanh, cũng như là một số những phiên bản cao cấp ấy, có trang bị như là ngàm phanh 2 piston này, chìa khóa thông minh Smart Key và cổng sạc 12V. Cái giá bán mình báo đến các bạn là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký các bạn nha. Đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Giá bán này thì mình cập nhật trực tiếp tại đại lý Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn ở đây. Còn một số đại lý khác trên toàn quốc có nơi giá bán sẽ rẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là miền Nam. Còn một số các tỉnh thành thì giá bán sẽ tương tự giống như kiểu ở Lai Châu mình thôi các bạn nha. Các phiên bản tiêu chuẩn có ngàm phanh 1 piston thôi, không có cổng sạc dự phòng 12V cũng như là không có chìa khóa thông minh thì giá bán của nó chỉ vào khoảng tầm 45 triệu ở thời điểm này. Các bạn có thể theo dõi lựa chọn cho mình ở thời điểm này. Đều là những phiên bản rất đẹp và rất cuốn hút, về cơ bản thì thiết kế của nó là tương tự nhau. Động cơ đều là 155 phân khối cho ra công suất vào khoảng tầm 17,7 mã lực. Phía sau đây là một số các phiên bản cao cấp khác các bạn có thể theo dõi trên màn hình. 150 hiện nay vẫn còn hàng, các bạn nào quan tâm vẫn đến trực tiếp đại lý để xem xe. Đặc biệt là một số những phiên bản giới hạn, màu sắc giới hạn của năm 2021 hiện nay vẫn đang còn hàng các bạn nhé. Đây là đen nhám này, trắng đỏ, đỏ nhám của phiên bản cao cấp, giá bán vào khoảng tầm 47 đến 48 triệu thôi. Các bạn nào quan tâm đến trực tiếp Yamaha Mạnh Đạt để xem xe cho mình. Đó là một số những nội dung thông tin ngày hôm nay mình có quay cận cảnh trực tiếp ở đây hai phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe Exciter. Các bạn hãy dõi video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa cho Nam nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Sau đây các bạn theo dõi một số hình ảnh mới của mẫu xe này.